Và đây là thành quả của chuối. Băm rất đỏ, rất nhỏ, đều, mịn và không chảy nước. Bạn đã thấy chưa? Băm nhuyễn. Không thể tin nổi. Tại sao nó lại băm nhuyễn thế này? Không bao nhiêu năm trời, nó không hề hay biết luôn. Ông mua máy này đâu vậy? Ok, rồi, ok. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.